Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Nguyễn Hải nha. Ngày hôm nay có 3 người thôi mọi người. Bữa nay sao mà đi hết trơn, không dám ra, không ai dám đến mặt ra cho các bạn. Đi bên đây là điện, ở đây có ai không để điện cho cầm ấy. Giờ này mới có 11, 12 giờ là đi ra đây rồi. Mình điện ngay gắt, tại mình điện ba đứa mình thôi, không điện. Ba đứa mình thôi. Giờ mình điện cho ông Hồng Minh chứ. Chứ qua đây có không biết cái cha nội tôi có về nhà không nữa. Chết mẹ đi lộn cho ông ba rồi. Thôi mình né qua bên đi chứ cứt. Nghe lắm. Anh không? Ông biết rồi. Bây giờ nè, tao nói mày nghe nè, bây giờ tao bị bắt ở ngoài này nè. Bây giờ mày với thằng Tý lên đi, rồi em nói chuyện cho người ta nói chuyện đàng hoàng lại. Chứ không. Thôi, cũng đi ông nội. Tao nói nè, mày không lên phong là tội mày, tao với mày ba mình còn nặng nữa. Có gì lên đi tao chịu mình. Có mày lên đi tao chịu mình anh cho. Mày có mày lên đi tao nói chuyện cho gì tới tao chịu mình anh cho. Tôi thì được rồi đó, mày sợ thằng Tý nó không dám lên vậy chứ ông mà đi chỗ đó ai dám đi với ông ông nội. Thì bây giờ tao bị dính ở đây nè, tao bị bắt ngoài này nè, giờ mày lên đi, tao điện cho anh Tý. Bắt cái đâu? Ngay gai nhà tao nè. Để tôi lên liền. Cũng mang ngoài này nè, lên lên đi. Mày làm gì mẹ buồn đó. Mày biết mẹ buồn đó. Điện cho anh Tý. Alo. Chạy. Alo. Mày đang đâu vậy? Em đang trốn nè. Trốn. Tối ngày nè, bây giờ nè tao trốn rồi, tao dính vào này nè. Bây giờ mày ra đây nói chuyện với tao đi, giảm nhẹ tội cho chứ không có đi tù đâu. Không có nổi mà mấy tôi làm gì đâu, trốn qua hết chừng nào hết vụ. Trốn mày trốn mà trốn đừng dừng á. Đã này công an bắt mà mày trốn. Úi giời. Thì mày không muốn làm gì, không sợ mày lên đây nói chuyện với người ta. Tại tao bị dính rồi nè, người ta đang giữ tao này nè, giờ đang lấy lời khai nè, để mày lên để đối chứng với mày, chói mày không có thì thôi, thì lên đây nói chuyện với người ta. Ông đang đâu bị bắt đâu? Đâu ở nhà tao nè. Ra tới nhà luôn á. Ra tới nhà tao bắt mày này nè. Ôi là trời ơi, để em chạy lên. Mày nãy lắc tao kêu cái gì, tao kêu Minh lên trước mày á. Rồi, lên nhanh kìa. Để chân mình. Mình á hả? Cái gì? Alo. Mày ghé rước Tý đi, Tý đang đợi mày đó. Trời ơi, đi em rước lên nha. Lên lẹ đi, tao đang đợi ngoài này nè, để lấy lời khai ngoài này nè. Ông làm sao, tôi biết chứ, vợ con tôi không ai nuôi là mệt lắm. Mày vợ con mày không ai nuôi hả? Để cho ông Cảnh nuôi giùm. Ok. Ổng lợi rồi các bạn. Vô đi. Lẹ đi, không có sao đâu, lại đây nè. Gì? Có sao đâu, có mấy ông công an ở chổng à. Đâu? Ông đó kìa. Đang cộng đầu Hải chổng. Quên nữa mày. Cộng đầu chổng kìa. Quên nữa mày phải quay biết sao không, lại mày đừng có làm bằng chứng. Điện lỡ đu quýnh gì vậy? Ủa ông béo mà. Công an nào? Công an nào? Nó gần nhà công an. Công an đình. Củ như nè. Củ nội vô trơn á. Xanh mặt bỏ hết trơn. Đụng mấy bên đây làm gì? Một con không mới đi lấy lời khai vậy đó. Em gà. Tại vì em trên trời tao lấy lời khai, tao cho nó làm, hai mày làm thôi, tao không làm. Trời ơi là trời chết nữa rồi. Hai người kia lên kiếm mày, không kiếm tao. Tại kêu hai mày không lên. Nếu hai mày bỏ chạy về. Lên thì đáng ra bắt. Ông cứu lỗi vô đi nè. Hai cũng biết gì chân. Nè lên đi. Đi đâu? Mày trốn đợi chào. Trốn chứ gì? Tao đứng đón kìa. Trốn mày chị nã đó con. Thôi ngoài giờ không dám ra đường luôn. Sợ người ta á. Nội khủng quá nội. Ai nội này ông nói dốc. Tối mới thấy ông chạy cực cầu ngoài đường đó. Thấy đâu mà thấy đâu. Thấy ra ngoài ngồi quán uống phê. Ba này nói dốc ba. Cùng nói dốc. Ai không chơi? Phải tao. Cảnh á. Cảnh à? Cảnh suối á. Bởi đầu. Bởi hôm qua không đâu. Hôm qua là nguyên một nhóm luôn nè. Bởi đầu. Vậy tao không biết gì. Đúng trời. Ba, ngày qua cho anh phải không? Không có, thiệt, lắc mang vô. Bắt ông á.
Mày chơi người ta tao ném cho anh. Rồi qua để hai mày gỡ đó, để cho hai để xe mít bùng lên đó, hai mày chạy bỏ về đó. Mà để. Có mang để. Mang đình á. Rồi xong có hai mày bỏ về luôn. Thôi đi trốn mọi. Mày có trốn đâu, trốn không đến được cũng không được đâu. Tôi không nghe. Có thiệt luôn. Nếu mà bắt hai tôi trao lên công an chứ ai ra chạy làm gì. Trốn mày. Để gửi cho mày đó đó. Ông chi não cỡ. Gửi mấy lát mít bùng nó bắt mày đó. Thôi lo về gọi đầu. Về lo gọi đầu. Đấy. Mà bây giờ biết ông cho ra mà cho mấy lần ngày qua ai quýnh. Bị quýnh dữ lắm. Quýnh lắm hả? Quýnh lắm á. Bạn quýnh á. Bạn quýnh. Không ai. Chứ anh em ngoan mà đánh nha. Mẹ đánh mày. Khùng đó. Trời cái này là giáp tỷ. Giáp tỷ. Hôm qua bị quýnh sao đâu. Quýnh giả bắt bắt mà trời tao. Xin trả thù không? Trời ơi, trời nghĩ sao cho anh cỡ đó bị còng tay đuổi muốn chết chứ không trời. Quan cảnh với nghĩa của thang mày nhiều. Phải không? Thiệt. Ông có quýnh không? Không, không. Tao quýnh khùng quá, tao quýnh. Đứa nào quýnh anh chó. Hai. Tao đi thôi. À, làm gì? Giận miếng ông nội á. Hỏi tao. Đang ở nhà chứ đâu. Lại tới nhà ông bắt hàng. Giờ tới giờ nè. Giờ tao bạn chuyện xíu. Giờ tắt cam bạn chuyện chút xíu rồi. Tao biết làm gì. Rồi, ok. Bạn đợi mình xíu nha. A few moments later. Để hai mày tiếp trưởng vô tiệm tụi bay, đúng không? Nghe nè, hôm qua nè, đã đánh tao. Không có biết. Anh nghĩ á, em thấy. Không phải đánh tao thường đâu. Đó nghe, hôm qua tao nói là bé quýnh mày dữ lắm. Nghe tao cũng đi. Anh chết. Xấu đúng không? Khóc được à, khóc được. Khóc đó, anh khóc đó, anh khóc đó, khóc là gì đó. Đừng khóc, chứ thương chứ sợ lắm trời. Mày quá nè. Mày tay giọng ngục bỏ cơm. Cái gì? Nhảy cờ hước vô ăn chỏ. Alo. Alo nghe Thái à. Thánh ơi ra nhà anh lấy chiếc anh lấy chiếc thắt của anh chạy ra nhà em nè. Lấy chiếc xe đạp được không? Không, cái thắt đi chạy sau đó ra đi sang. Tại vì đây mình ở đây mình ra ngoài nhà nghe kiếm tí à. Rồi ok vậy ra liền. Ra liền. Dễ dãi nha. Quánh trời gấp ăn gì. Alo. Thì đó không trời. Đi đi. Cái đây kiếm mình với người tí của hai lần đến mất tiêu rồi kìa. Cái đây kiếm. Kiếm quậy trời, hai nó làm gì đâu kiếm. Trời ơi thì cái đây kiếm nó đi, nó đi mất tiêu rồi kìa. Nãy qua cho anh nghiệp mất. Mất tiêu thì trời kiếm nha. Mấy mình kiếm làm mất. Rồi rồi rồi, mà trời ai ở vậy. Tao ở. Rồi lẹ nghe, tao đợi đó. A few inches later. Nè, kiếm nó nè. Coi lên xe đó là xe luôn. Cho lên công an chở kìa. Đi cộng đậu đó nhá không? Sao nói qua tao đây biết sao biết không? Mà tao nói trong cảnh nghe là hai mày bị bắt á, mà mỏng mới biết á. Sao nói ra đây kiếm hay nói mà nói đây kiếm gì? Ừ, kiếm gì họ thử thì tao. Tao nói gì vô. Vô đi. Đi về. Hai mày quýnh được mà. Sao hai mày quýnh tao? Một ba.
Rồi video quay ngắn. 3, 2, 1, 2. Ông trời ơi, ông trời ơi, lên đường đường các bạn. Thấy không? Nào, đếm 1, 2, 3 này. Đếm, đếm. Ra, ông Hải, ông Hải nó theo ông Quý. Đếm nè, đếm nè, đếm 1, 2, 3 cho bạn ít chưa nè. 1, 2, 3. Tôi mua đồ gì đãi em ăn nha. Ừ, như được á. Thôi tha lỗi đi, rồi giờ tôi cho anh thôi. Quýnh bầm mình, quýnh quýnh. Thiệt mình chỉ cho anh thôi, tại vì cuộc sống mình nó nhàn hạ quá thì nó cũng không có thú vị bằng. Ví dụ ở đây. Lỡ quýnh tông với bài vô ngay chân cái cục bỏ. Giờ anh bây giờ nè, thằng Minh. Bây giờ tao đi cho. Thôi mượn, bây giờ mình nó đi mua. Bây giờ đi. Tao đi mua mồi. Nhậu luôn. Nhậu luôn. Nhậu đi chứ bây giờ bị chết. Chết. Nhậu vô đi mua gì muối gạo luôn. Gạo giải cho tôi rồi. Giải cho hồn đi. Đây giờ mình chạy cái đẹp như thế này. Đây. Đi đâu? Đi mua bê. Dạ hết sẵn rồi. Xe thôi đi cho hai bên. Hết tôi đậu. Đi xe được không? Khách. Khách tôi đậu. Ba thằng đi mà. Mấy hai xe ừ. Xe nó chạy đi. Anh cà đi dặn gom bê. Không biết đâu, không ngâm đồ đồ còn ban mình lấy cái này. Xe gì xong đây cái gì vậy nó? Trời ơi chụp cái đầu luôn. Cái đầu luôn. Này nè. Con này mơ cẩn cái nè. Chiếc này chiếc gì? Chiếc này chiếc gì? Không chụp đi. Bỏ hết xăng cái vậy. Chết chị quá. Xăng để đổi. Xe tôi có xăng kìa. Xe nó xăng đi. Nó ngồi ngoài thì lỡ mày đổi cho mày đầy bình. Có đổ cho ông hiếm, có đổ cho ông lắm. Không đổi chở chạy. Gì rồi? Đâu? Bố đâu? Trời ơi, ông nội khỏi bỏ nó đi bao cái xã này bao. Khỏi đợi luôn hả? Thôi đợi đi anh. Đợi nó bao nha. Thôi đợi nó mới hiểm đây. Con thằng nổi bừng đó. Cái qua nè, đợi đi trời. Gán lên bắt một cái hai mày có rồi đây ở nhà dù xe sợ gì. A few moments later. Sao quá à? Khổ người cơ thân danh cả. Anh ơi sao lâu quá vậy? Để mày hỏi lại nghe khùng rồi. Không phải cơ. Ra đem vô làm thang đi chút xíu đem đồ về ăn. Ổng ngủ rồi. Sao béo nữa? Anh ẵm anh ra đi. Ẵm sao nổi nó? Có vợ nó ẵm nó nổi nó. Chứ không ai chịu ra hết trơn kìa sao? Đứng đầu đứng cổ. Sao lâu với trời? Con tặc hả cái? Mà tặc luôn à? Con có tặc luôn không? Đồ má luôn. Tặc luôn anh cái. Còn cái ông này nữa. Thì quả nhúm thang kìa lâu quá à. Mọi người đi ăn gì nhúm thang xuống tầng luôn. Mà ổng đi nó giờ lâu rồi đó. Rồi cũng phải bị tai biến hay gì không nó. Rồi bị tai biến hay gì không nó. Thôi không phải em ơi. Có bị ế nè. Không có ăn nhậu với mấy thằng sốc nạo. Thôi mà. Thôi mà. Đi ăn nhậu nè. Mẹ đó, tao thử luôn. Tao cho mày học tử. Tao cho mày học tử luôn. Thằng tao sống. Tao học tử luôn. Thằng tao học tử. Thằng tao đi. Thằng này lấy đồ. Cha, cha. Ông nói kè ông nha. Rồi. Bây giờ. Nói sợ. Ở tầng nãy giờ chưa chịu người vậy luôn. Thơm mà, thơm. Má gà này ngon. Má gà mày đang hoang nè mà không. Ra ống chuyển độ rồi. Chuyển gì? Rồi dùng đi. Dùng đi chụp cho. Dùng còn cái nữa. Dùng đi chụp cho. Chắc bể đầu quá. Kêu chở đâu ra. Anh em, cấp. Có rồi chưa? Chưa thần. Cầm cầm cầm. Ê giùm đũa là không giùm được nha. Đây đây đó. Không giùm đũa cho anh chụp được chén. Bà chậm ơi, bà chậm hải dùng hết chân đũa mà luôn bà chậm ơi. Thôi mà đừng khóc mà. Mua đồ không mừng rồi kìa.
ảnh lườm em. Sao nữa rồi? Bảy năm. Giờ là trời. Máu tiền mua cho cái điện thoại mà ăn chạy. mua sắt đá cho xài á. Nói chắc đặt mi tâm vô cho mày xài mày. Đưa tao coi cái gì vậy á. Đi hai anh em mình đi quay nè. Má tao thấy ăn mừng cái nào. Ăn mừng rồi, đừng có. Điện thoại đó. Ờ, là giảm lưng. Lần nào mà không nhẽ không giảm lưng này cái điện thoại tôi gắt qua rồi à. Ba đôi thôi, đứa chiếc. Chiếc sao ăn mà. Cái này nè, cái đâu à, cái này bữa hổm nó lấy tôi mới ra. Bẻ đi trong lại. Bẻ gì cho ai bị chung. Hồi nó đâm mày á. Ai bị chung đi. Vô lụm anh em ơi. Vô lụm anh em ơi. Cậu ơi, quất lụm. Vô, bữa nay em sẵn em về nha. Mày sẵn sao mày về được? Sẵn mày ở lại mày ngủ. Ai đưa về? Sỉnh nguyên đám chứ sao vậy? Mày chưa nhậu cho chó ăn chè về kìa. Khóc. Khóc rồi, rất khóc rồi, khóc rồi, khóc rồi. Người ơi là trời. Nhắc tới ổng cái máu muốn lên á. Vô mày ngồi, đứng đó là mở đi vòng. Trời ơi. Trời. Ông nội đó ông ca giống như là đưa đám. Mùi thơm tê tái. Mùi thơm ngã, mùi bị xanh. Cơm cơm. Ai mày làm như thoát nạn cái nó cừ hoài mày. Nó hú như là khỉ vậy. Giá anh qua gặp mày đó không? Mày biết tao là ai không? Mày là ai? Tao là hình sự nè. Tao nào bây giờ mày hỏi mày tao. Ông hình gì? Hình gì? Trời ra không? Ông cảnh là hình nộm Pokemon đó. Hình sự. Ai cũng dái vậy. Ghé kìa. Ăn nhậu chuyên nghiệp. À. Cầu anh em cái anh em con cái gì cũng có, cầu chứ tụi nó cái có cái không à. Ông nội ơi, ông nội, ông giái còn ngọng nghẹo nữa. Nóng người dữ rồi. Ồ, phê. Ai mày cái này? Vô rồi anh em ơi. Anh em ơi, vô rồi à. Vô rồi. Máy đổ nhớt kìa đó, máy đổ nhớt kìa kìa anh em ơi. Ông nội á, ăn nhậu mà. Lại ngồi em. Dạ, cùng thịt kìa. Bữa nay anh em mình nhậu bữa ăn mừng hai ngày thoát tù nữa bạn. Thôi, chạy án được cho hai nó. Tù á. Để án được cho hai nó. Trời, thoát tù thoát đây. Bây giờ mình thoát khỏi tù tội. Bây giờ anh chúc hai đứa không có được vô. Trời ơi, ông nội, ông ăn, ông còn xui lên, xui xuống. Anh chúc hai mày mạnh tay phải chân. Giác, bóc giác rồi phải mạnh. Giác ai trời. Giác ai. Chúc hai anh em á. Trời tội. Uống gì trời, uống nhánh môi thôi. Đừng đi cầm, bê mình ít. Nói chung là cuộc đời mà. Hết bê mua thêm. Thì chồng không có tiền. Các bạn mới ngồi thấy cảnh mình một ly uống ba thằng. Hai anh em mà bị chồng hoài là đi hoài tại có tiền. Cái tiền đầu cũng tiền hai ba. Ai mày cộng gì mà kỳ mày. Để nói cho mạnh miệng nghe. Mà mình phải có lưỡi mày đó. Béo. Đó, mà thưa con. Tao đâu phải chó đâu. Ai? Tay. Giết cái họng tao chằn quạt là mày không? Xong không vui được, bữa nay tôi báo cáo lại mấy cái là vui. Để nó đây. Vui lên đi em, cho người trong mình thì chơi. Vui lên đi em, mình là chơi mình là nồi. Thôi nghĩ ra đi trời ơi. Con cơ không ta? Ngày chơi thoải mái lên chút xíu mình đi vậy. Mời bạn nha. Cái này mình đi bỏ cơm cái mấy người. Thấy lộ liền em cảnh sao đâu á. Nói chung mà cứ thế mà làm đi được. Anh em mà có tỷ anh em đừng đi xa. Để cuộc đời tao khổ nữa. À, mày làm như hai thằng tao mà đó giờ đi biết là công đường này không mà nói vậy đó. Cái đó mày làm mày đi ra mày đi mày bịt một phấn trắng lần đó mày không nhớ hả? Lại quan trắng nhiều xài đó mày không nhớ. Không có bộ đồ luôn. Ông đi, ông là người đi.
có nè, chiều nay không lo đi. Đi đâu? Đi đâu cậy không? Đúng không, chiều nay chù chù đi, mày chù chù mày có mày tao giờ mày chù chù đi. Mày hổng đi, trời ơi, ông trời. Quá tụi tụi tội mày cãi lộn luôn rồi, đâm luôn. Đâm nè, mấy ông giấy nè. Hai ông mà giấy tụi tội chịu thế nè, hai ông cũng bị bắt à. Thôi hai ông phải đập con cung cung đập con bạn. Quên cái giả tao bao. Tụi tao. Chịu kìa. Ừ, bậy vậy đó, móc được đó dùm coi. Ngon bạn, mở bạn nha, ngon quá. Mở bạn nha các bạn. Giống ngon với ta, mở bạn nha. Là cúng trong thằng khỉ gì vậy? Nay ăn mừng hai anh em nó. Hai em nó mới về. Ăn mà gì đó. Ông kêu ông đi bớt cơm, tao tưởng đâu ông bắt chớn chạy marathon không. Đi ra này mới được. Mới về các bạn. Cũng mừng cho nó đi. Ừ. Tại đời của nó do đó phải biết trải nghiệm này kia người ta rồi. Bạn ơi. Nhà hai mình cái lắm chứ vậy. À. Bạn ơi. Uống giùm tôi ca nước không mà. Nước quá. À uống bê chứ uống không. Không, khát nước. Khát nước chứ không phải thèm ăn. Khát nước á. Cả ngoài lấy miếng nước cũng coi. Đi thôi. Rồi cái chuyện nó xong cho rồi. Anh làm nhân chứng cho chứng mà. Không, chuyện nó xong cho rồi. Về mày uống giùm ăn hả? Cái gì? Mày rủ gặp công an đó hả? Ừ, ông làm nhân chứng vật chứng mà. Rủ gặp ở đây không? Mày dám ở đây không? Không dám trời. Gặp tôi dám xuống đi nữa. Tao ở đây hình sự nè. Không mà chứ sao cũng đi à. Ờ đúng rồi. Wow. Đi đâu? Đi gặp đi đâu? Cảnh ăn đi mà chăng nghĩ cảnh mà anh làm hình sự coi giùm chắc đã hoài lắm không? Tao hình sự lúc giờ tại tôi giấu giếm tao. Dạ. Yeah. Mày ăn tao nói cho mày ăn chút cố đi là mày có sức mà chạy. Đúng rồi. Mình ăn có sức mình mới chạy được phải không? Bây giờ ăn mà mập quá kệ. Vậy là anh em không tính đi chiến nữa đó. Ừ. Chiến này ông làm hình sự nha. Nghe. Gì? Mày lợi công an không? Ai? Mày. Rồi tôi muốn tội tội luôn. Không đi hả? Đi qua này đi nè. Hay mà chứ sao mày giống cảnh cũng đi à? Thành thằng chu vậy ơi. Rồi, có rượu cụ vào mấy ông lần ra ăn hơn mấy ông dân sao giờ. Sao ngồi chứ có mấy ông này ông biết được bữa mang mất à. Đây nè, tao nói đây nè, đây em cho tôi nói nè, kêu nó lấy ca nước cứ uống để đặng nó không cho uống luôn. Mày tao láo hả? Mày thử cảnh không? Không mày bỏ. Tỷ ha. Ờ không mày đi bộ. Đúng rồi. Nè, cái tỷ á, tao á, có tội hạnh tội nữa. Bắt mày đừng nói, thà mày đừng nói tại mày xui rồi. Thôi, mày nói là tao đổ thừa mày nó mày cứ bệnh mày nói thẳng không à. Trời ơi, tránh bữa ăn. Mày tao nói đi đi đi. Đó. Dùng cái đó đi cho nó rồi. Người ta nói đi không đi nói công an. Còn nói đi cái vụ ông thử đi. Đúng rồi. Chịu, thế nào đi vụ công an à. Anh cái nghĩa. Tao làm gì vậy? Không đi bộ. Hai mày đừng có khốn nạn, tao giả cái chén vô đầu mày à. Sợ hả? Nhậu mà chuyện tào lao chế không mà có thể dính thiệt coi sao. Ở đây xong rồi thẳng không sợ ai. Không lỡ mà cũng phải đi. Đi đâu? Đi bộ. Mày, đôi khi mày sống ngay thẳng, tao hãm hại mày cũng đi à. A few moments later. Vừa đi. Mỗi ngày tỉnh tỉnh. Không sao em về. Nhà ở đây chứ đâu mà không về. Nữa không? Nữa thì quất nữa. Bây giờ nhậu khỏi ngồi muối thôi. Không có nhậu đâu. Cũng mấy lon mà xỉnh lên cũng xuống mấy ba ư. Vậy còn ly rồi uống đi. Ai lần nào rủ nhậu á, lần nào cũng mạnh miệng. Ừ mày không nhậu, mày không nhậu. Tới hồi uống cái đưa cái không phải giọng đâu. Mày uống đi nó nhiều quá. Nổi á. Cái này sao đủ một ly. Đó, ly hả? Rồi. Uống gì vậy? Lát hai thằng đi bộ về. Uống một ly uống vậy đó. Nhấp xong môi thôi. Không biết uống rượu mà uống bia. Xíu quá đi bộ về nha. Đi bộ về tao đi xe tao đi bộ. Coi chừng công an bắt có ngủ cho mình. Ngủ cho mình. Hiểu không? Bây giờ là tao nói nghe anh em nghe nè. Bây giờ anh em cứ nhậu vui vẻ thoải mái đi. Coi như là cái chầu này chầu ăn mừng đi. Dạ. Ăn mừng gì vậy? Ăn mừng hai mày ra tù chứ gì? Tù có tù ra tù. Hai mày hết tội. Ăn mày hết tội. Không hết tội, không có làm gì hết tội chứ. Hai mày đi hàng trắng mà tôi không thoát tội. Ăn mừng bữa nay hai ông đi bộ về mà ăn mừng lắm. Tao ăn mừng rồi, cái ca anh đầu bây giờ mày ăn mừng. Mày bây giờ mày chạy xe công an bắt mày sao? Đúng không? Cái bẹo này mày ăn bắt mối. Tụi trẻ chứng minh. Ăn bắt mối. Mày bắt mày sao? Ăn đổ con. Giờ nè, nói nghe em nghe nè. Bây giờ coi tôi này tầm này tôi bao hết chưa? Coi như là bữa nay ăn mừng đi. Đi mua. Không thì đó, anh mua thiệt nhưng mà cho anh đãi anh em bữa nay ăn mừng đi. Anh cảnh này mình ăn mừng nha. Gì có hai tôi chứ trời. Thì ăn mừng thì ăn mừng chứ gì đâu. Ừ. Ăn nhẩm gì đâu. Ăn mừng nè, như ăn mừng đi. Ăn xong chưa? Ừ, thì như là hôm nay tôi đãi anh em ăn mừng đi. Ăn mừng sẽ xui đi. Ừ.
Sả xôi gì, hang mày thì cái đó là sả xôi đó mà. Hang mày thoát được là phải sả xôi rồi. Không không, chuyện này nó không liên quan. Liên quan. Bây giờ chuyện gì? Ăn mừng sả xôi. Em coi, chuyện này là không liên quan tới hang này, là ăn mừng đi, ăn mừng đi với mình đây. Không, bữa nay có chuyện gì đâu mà ăn mừng, hang này không ra tù thôi chứ làm gì đâu ăn mừng. Thì chuyện không phải của nó mà ăn mừng đây nè. Ăn mừng cái gì? Thì ăn mừng là chuyện mà xe hai ông bị bắt rồi. Chuyện mà xe hai ông bị bắt rồi. Ai út mà. Ông cũng phải. Nói nó xàm, nó có câu là nó có sách là bắt cái trứng đúng không? Bằng chứng cứ đồng quạng nó mới tin đúng không? Lấy bằng chứng ở đây. Xe 50 bắt giỡn nè. Giỡn. Xe 150. Xe 50, xe 150. Để coi tao tao chứng tao nó biết ông nào ông cảnh ông nào ông nghĩa rồi. Vậy đã. Này của thằng nghĩa nè. Mấy em mọi đừng bao. Nãy rồi. Phải không chú ấy? Gặp ơi. Gặp ơi kìa. Đọc xuống xe coi. Ăn mừng xá xui nha. Không nón bảo hiểm, không bằng lái xe. Coi bạn có biển số xe không không? Không có nón rồi. Cũng ngồi nữa bị bắt thiệt luôn. Còn gì nữa đâu mà khóc với chồng. Còn gì nữa đâu mà buồn với nhau. Kêu bạn nón bảo hiểm vô đi cũng cần hướng, cần hướng. Không cần hướng. Ông mà ông nói xả ông lo mà thỉnh thoảng tại ông kêu hai có hai chó à, ông nói đúng xả ông lo hết mà này quẹn lên bắt gì nè mong quẹn bắt thiệt sự mong quẹn bắt lại tính chạy xe của mày á là đi con mãi cầm lấy tiền của này nè mà không phải gặp con ăn bắt luôn tính làm cho non tôi giả không thì tại nãy hai này là tính rồi lấy cái xe của anh Cảnh mẹ cầm lấy tiền của nãy nó bê ăn đúng rồi tại nãy quên đội nón mà đậu xe cho Cảnh không đứng canh này nè trời sao mà trời ơi có nhớ tiền ơi à, bây giờ xong rồi cơm no cũng xong rồi xin phép về trước nha tao chịu bạn cái đấy chứ gì nữa không đổi nó mẻm là hết 300 ngàn rồi thì bây giờ anh em ở đây cũng như mình ăn mừng mình xả xui đi còn có gì anh em tính với nhau ha tính nè tính nè có tao đậu không có nãy tại nãy tao thấy nó bị bắt có mình rồi buồn quá tao đợi bắt chung là tụi mình tính là lấy xe của anh Cảnh chứ nói chuyện hồi gấp mỏ không đúng dạ đúng rồi dạ vậy thôi không có tiền chuột đâu chú giữ xe đó đi rồi nào có tiền chuột yếu thì bỏ tiền ra dạ nha ơi hoan thủy hoan thủy không chuột nãy mình tính ba gặp cái gì thật sự là tụi mình tính là đi cầm chiếc xe của hai thằng tôi trả đi đâu ổng kêu ổng bị phạt mày giật làm gì phạt xe tao không chuột tôi rồi từ từ chuột cái rồi mà mình không có cầm được mình ra tới ngoài thấy chú giao thông đứng đợi các bạn đi đâu nóng hiểm lên cho mọi người mình nãy quên đội nón thiệt nãy thật sự thấy gần nhà mình tưởng nó đấy mình không đội nón lỡ bị bắt rồi hai ông đi chuột đi ừ đi chuột đi cái gì đâu hang tao chuột chứ ai chuột chứ ai chuột xe mấy ông xe mấy ông nè xe của ai tao nói kêu mày nói nón nãy đợi chi trừ hồi nãy mày nghe nói ông Cảnh nói mà cứ đợi cứ kêu ông chú lo ông lo đúng không đúng rồi ông nói công an xã đây ông lo hết mà công an huyện bắt ông chịu giờ mấy anh chuột đây bây giờ là xe của ai hỏi gì rồi bây giờ mày bắt mày cà hước cái gì hả vậy không phải cà hước gì mà xe của anh thì anh không chuột thì đi bộ đúng không ừ đúng rồi xưng anh nói đúng nè chuột thì đi bộ xe 50 anh cũng bắt nữa không chuột đi bộ không chuột đi bộ chớ mày không đổi nón mà nãy tôi gọi đó gọi với tàu xe mày đâu nãy không có đăng cúp xe luôn rồi cúp xe của anh Cảnh nó dở lên không được tao không lấy ra luôn tao mới dở cúp xe lên ông cố nội nó không báo ông nội nữa vì sao hai thằng mày đưa tao có đâu mà hiểm mà ông đợi luôn mấy ông cố nội tạm tay rồi mấy ông cứ nội đi chạy ra mày được không giờ đổi nón nữa trơn đúng không thôi bây giờ lần sau chứ ông kinh nghiệm đổi nón vô nó xả ông lo giờ tôi nói ông nghe nè hai ông lần sau có kinh nghiệm đổi nón vô nha mày rút mày rút nè mới luôn rồi mới luôn rồi mày rút á uống nhiều bằng Cảnh anh em mình hết chuyện nè bây giờ cái máu rồi thấy nó chứ sao cũng đi bộ mà không tin không nghe nãy tôi nói rồi chứ sao đi bộ mà không tin đây tôi kêu kêu lấy giữ xe đi khỏi chuột không nào có tiền đi lại lấy giấy rồi đây chuột chứ nào có tiền đem đây chuột mình lấy chiếc xì bò tao lấy chiếc tháp mà hay nào có tiền đi đem đây em thôi ra lấy chiếc cúp của ba em cúp đi đồng tao nói nghe nè chị bạn có tiền phải không em ông đưa chuột
lấy tiền công 200 ngàn thôi. Rồi nè, tiền công nè, công dữ lắm nè. 200 ngàn vô. Ông lấy xe đạp ông dậy xuống huyện rồi ông dậy xem. Hồi nãy tôi thật sự ra tôi lập tôi thông rồi. Nó thấy vô thông rồi, nó không chịu đuổi chút khác mà nó tầm thẳng trăm luôn. Rồi, đúng rồi em nha. Dạ, theo tôi. Xin lỗi. Còn đó, thấy hai thằng bị bắt vui quá, tôi lỡ bắt chung. Ôi vậy đó, có 10 ngàn nè. Đưa cái tờ giống đi, từ chút đi. Từ chút. Từ chút quên. Chút em bánh luôn đi. Anh nói rồi, chừng nào mà không có tiền đem đem mình chuột lấy ăn thịt bò 200. Đúng rồi. Quá đâu. Ờ thánh thằng công an bắt khỏi chìa phá đâu, ba đó ba cũng chặn gai nữa. Mày xúi thêm nè. Mày biết mày cũng em guru. Mày giờ em biết đâu vậy? Nhỏ ở nhà chung bộ. Nhà mà. Hồi nãy nó chù chù vậy đó đi bộ về làm hết trơn. Mày không nghe hả? Thấy nằm nhà lâu quá tao ngủ luôn rồi. Thì mày ngủ luôn á. Ai biết gì đâu. Mà mới ban đầu cũng có ý đồ đem đi cầm xe mình á. Thôi bây giờ nè, nói chung hai nè, hai đi cầm á thì mình còn chuột ra mình còn lấy xe mình được, còn này tại nãy xui thôi, tại thấy bắt vui quá mình lóc chung. Hai anh em đánh nhau vậy này đi. Tôi tìm ăn chuột rồi đưa tiền cho mày. Dạ, bữa nay xui lấy còn 200. Okay. Ăn thịt gà đi chứ. Bố nội là ổng xui, ổng xui lầy. Tại mày thì tại mày xui mới dính tao. Đây đây ăn mừng qua tâm tay. Tâm tay. Tâm tay. Tâm tay bây giờ. Đã tao nói rồi, hồi nãy tao nói rồi, tôi chừng bị bắt. Mà không tin. Tao giọng mày dính vô cái chuối luôn bây giờ. Gì ông nội? Đây đu đổ. Ai mà vậy cũng không quên cười ha, nụ cười luôn trên môi. Chuyện gì cũng qua thôi. Thôi lát bây giờ nè, bây giờ lát làm cái béo kìa. Đi lát mình Minh đi chở ông thầy dưới tấm bay ngoài đi, kiểu hai công an không cũng phải. Rồi cảm ơn. Trên nổ rồi. Đi bà lấy xe cũng phải nè, tấm bay đi nè. Lấy xe tụi béo chở tấm bay đi chung. Đây, mày bãi đầu mày á, mày bãi đầu mày á. Cảm ơn. Cảm ơn rồi. Lần sau đi nhớ đợi nó có thể. Tới tao ra đây cho đi bộ tới khỏi xe. Cái xe ông nằm mơ xe cô bắt cũng có suy nhiều cái xe ở đây.